vi phạm nồng độ cồn kịch khung, viết đơn tặng xe này cho mấy anh luôn. Bị tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông liên tục chống đối, quậy tưng bừng tại chốt làm việc. Tối ngày 20 tháng 1, theo chân tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị chức năng ghi nhận kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách Phóng viên ghi nhận 20 giờ cùng ngày, tổ công tác đã lập chốt trên đường Đào Trinh Nhất, đoạn cách giao lộ Phạm Văn Đồng khoảng 400m thuộc phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết các xe, ô tô, xe máy qua đây đều được lực lượng kiểm soát nồng độ cồn chặt chẽ. 20 giờ 16 phút, ông NTT, 47 tuổi, chạy xe máy biển số 59X2, 771, từ nhà phường Linh Tây qua cảng Cát Lái, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức làm việc. Quãng đường hơn 10 km Tuy nhiên, khi mới đến chốt kiểm tra nói trên, thì ông Tê bị tổ công tác phát hiện vi phạm nồng độ cồn 0,247mg trên một lít khí thở. Làm việc với tổ công tác, ông T cho hay, trước khi đi làm, ông đã uống rượu ở nhà, ông Tê liên tục xin lại xe máy nhưng bất thành. Cho tôi xin lại xe đi, tôi không có xe lấy gì tôi đi làm. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, niêm phong phương tiện. 10 phút sau, tổ công tác phát hiện ông NM, 49 tuổi, lái xe máy mang biển số 74S1311 chạy trên đường Đào Trinh Nhất. Hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi qua đường Kha Vạn Cân có dấu hiệu sai xỉn nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Kết quả ông M vi phạm nồng độ cồn 0,7mg trên một lít khí thở. Ông M cũng không xuất trình được căn cước công dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe theo quy định. Ông M cho hay mình là công nhân Hàn Cắt sau khi tan ca đã nhậu ở gần cầu Sài Gòn quận Bình Thạnh, từ buổi chiều đến tối. Khi lái xe đi chơi tăng 2 thì bị cảnh sát giao thông phát hiện lập biên bản. Quậy xin tha, tiếp tục quậy, 21 giờ 15 phút ngày 20 tháng 1, anh LVT, 34 tuổi, mắt nhắm mắt mở chạy xe máy loạn trọng đến chốt thì bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này anh T chống chân không vững, sặc mùi rượu bia. Khi được cảnh sát giao thông yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn, anh T đã nhiều lần giả vờ ngậm ống nhưng không thổi. Sau nhiều lần tổ công tác thuyết phục, anh T thổi vào máy thì kết quả nồng độ cồn của anh này là 0,644mg trên một lít khí thở. Lúc đầu anh Tê xin được tổ công tác bỏ qua, nhưng sau khi nghe giải thích và báo mức phạt thì anh này bắt đầu thay đổi thái độ. Lời nói của anh Tê trước sau không thống nhất, anh này liên tục vung tay lớn tiếng, nói không chấp hành làm việc, không ký biên bản với lý do khó hiểu. Bạn tôi nói, nó cũng nhậu đó, sao không bắt nó đi? Lỡ nó tông người thì sao? Cảnh sát giao thông giải thích quy trình phối hợp làm việc, kiểm soát chặt chẽ để hạn chế lọt người vi phạm, thì anh này tiếp tục lớn tiếng. Mấy anh cho tôi xin giấy tờ, tôi viết đơn tặng chiếc xe này cho mấy anh luôn. Giờ tôi tặng đó, các anh muốn làm gì thì làm. Sau gần một giờ quậy tưng bừng tại chốt kiểm tra, anh Tê tiếp tục thay đổi thái độ từ cáo gắt sang nhỏ nhẹ. Cho tôi xin lỗi, cho xin lại xe máy với, tôi năn nỉ luôn, tha cho tôi một lần này thôi, bắt xe rồi lấy gì đi làm, 22 giờ cảnh sát giao thông niêm phong xe vi phạm đưa về trụ sở. Lúc này, sau khi nhỏ nhẹ xin lại xe bất thành thì anh T nạt nộ vung tay, xe tôi đâu, lý do gì lấy xe tôi, tôi vi phạm cái gì và loạn choạng bước ra đường. Nhận thấy anh Tê quá say có thể gây nguy hiểm cho bản thân và ảnh hưởng tới người dân ở khu vực, công an phường Linh Tây đã đưa anh này về trụ sở công an phường để tiếp tục làm việc. Sau hơn 2 giờ lập chốt, tổ công tác kiểm tra khoảng 100 phương tiện, cả ô tô và xe máy, phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Theo nghị định 100 2019 ndcp sửa đổi tại nghị định 123 2021 ndcp mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với xe máy cụ thể như sau: người điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng vượt quá 0,25 đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở, bị phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng. Vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở, bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng.